Nay em mới về mấy chiếc răng ma IM 2500 với lại 2006 rồi là 3000 các bạn. Em đang xếp ở trong kia rồi. Hiện tại thời tiết bên em thì đang mưa nhưng mà em vẫn quay cho các xem nhá. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Để em quay sơ qua là các bạn này. Đây là chiếc răng ma 2500, nghĩa là ở 25 mã lực đấy các bác. Để em đi một vòng nữa nhá. Lớp sau các bác nhá. Vẫn là BS đấy. Nay em bật flash hình ảnh có thể sẽ chân thực hơn các video khác các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này vẫn còn sơn này. Chưa tháo các bác nha. Bây giờ mình sẽ xoay gầm cho bác xem nha. Ở dưới này thì em chưa rửa sạch, vẫn còn đầy đất cát bên Nhật đấy. Dưới gầm nó không có gì hết các bạn. Mâm bên này cũng con lốp này thì nó dạn hơn bên kia một tí các bạn này. Lốp trước này các bạn nhá. Đó, mở bên trong này. Video này em sẽ quay kỹ một chút để cho các bác nếu mà Tết thì có thể chốt luôn. Em không phải quay lại nữa. Nó còn nước xanh các bác này. Nhớt rồi nước em vẫn để nguyên các bác nhá. Chưa có dấu hiệu cờ lê. Đây, nhiều bác thích soi gầm nên em sẽ quay luôn cho bác xem này. Đấy, dưới gầm mà nó chưa có gì hết gì, chỗ này quệt là thôi. Trong này em không thể rửa sạch hết được. Quan trọng là cái này vẫn còn nguyên, chưa có bung bét gì. Rồi, sang bên kia. Thực ra cái hình thức thì nó cũng không phải là vấn đề, quan trọng là cái chất máy bên trong các bác nhá. Còn con nào mà vừa có hình thức mà chất máy thì cái đấy em không nói rồi. Em quay rất từ từ cho các bác xem cho đỡ cho đỡ chóng mặt các bạn.
Thì cái này em quay cận cảnh quá. Vẫn còn nguyên đúng không này. Đấy nha. Dòng sắt các bác nha. Nguyên bản của dòng này sẽ là dòng sắt. Có thể bên Nhật nếu mà sửa chữa thì họ sẽ thay cái dòng mới của họ vào. Nhưng mà dòng mới của họ vẫn là dòng dập các bác nha. Dòng am nhang ấy. Cánh quạt này các bác nhỉ. Đại loại như vậy thôi. Các bác đoán xem chiếc này chạy bao nhiêu giờ? 900 giờ các bác nha. Để em nổ lên này. Để em kiểm tra máy đưa bác xem luôn. Các bác thấy nắp dầu không? Đa số là nó sẽ oxy hóa hết. Nhưng mà riêng chiếc này thì còn nguyên đúng không này? Còng veo. Chứng tỏ máy này họ để trong kho đấy các bạn, chứ không phải vứt len lóc ngoài trời đâu. Này là ông chủ bên Nhật là ông cũng chịu khó chăm sóc cho xe đấy. Không có khói các bác nhá. Phải nói là quá kín luôn. Không có một tí nào ấy. Ở trường hợp nếu mà bác bịt tay lâu thì chắc chắn điều gì nó sẽ ra rồi. Vì piston nó lên xuống thì nó cũng vẫn có tí hơi. Này bao cho các bác luôn. Đến mà không kín thì có thể phạt em. Ở trong video thì em sẽ nói rất chi tiết. Không có bán các bác đi đường xa các thứ lại vất vả ra. Đấy, test tốc độ này. Đây các bác kim vẫn quay nhá. Em quay sơ sơ vậy thôi. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Em Sơn Ninh Bình. Hẹn các bác ở video tiếp theo. Chào các bác. Có bác chốt luôn rồi các bác. Đây là chiếc răng ma 2500. Em mới quay đấy các bác. Vừa mới quay xong. Mà nhìn ra sáng này. Máy móc mà các bác cứ mua như thế này thì em không thể nào mà đỡ được. Bán đi cũng tiếc chứ bác. Kéo còn bóng hơn cả ô tô rồi đấy các bác. Anh Quân thấy máy bán như thế này đỡ được không? Thôi bây giờ em sẽ cho lên xe. Cho lên cầu. Không, yếu cầu. Chứ về đấy bắt yếu cái đống đá là bóng kinh. Cầu em xếp ở đây hết rồi. Xếp ở dưới kìa anh kìa. Quên không bảo anh Dương mang mấy tấm gỗ đi nhỉ? Không, tí qua chỗ anh Dương lấy mấy tấm gỗ anh ạ. Xe này em bán cho anh ở Hòa Bình không nhá?
Chào bác, hẹn gặp bác ở video tiếp theo nhá. Ờ đây, anh chủ đấy. Các bác thấy chưa? Đúng chất dân các bác nhá. Quay nốt cho các bác xem cho vui này. Đã xong rồi mà nhé. Hẹn các bác ở video tiếp theo. Nào có xe về em sẽ quay cho các bác xem.